Đây, cho Khè vô review cái ba lô mới nha. Một cái ba lô trong suốt rất là rộng rãi, thoải mái. Nhưng cái mặt của Khè không hề thoải mái chút nào. Ở trên có rất là nhiều lỗ à, không có sợ ngập ngạt nha. Từ ở trong tù, đưa nó vô phòng kính cho nó thoải mái chơi giỡn. Mà cái mặt của nó thấy không? Rất là máu chiến và giang hồ. Không có miếng gì gọi là hợp tác hay là vui vẻ. Mà không sợ gì hết trơn nha. Nhìn cái mặt là biết rồi. Cái ba lô có hai cái quai nhìn khá là chắc chắn. Nhưng mà nhìn nó nặng ghê luôn đó trời. Một cái này chắc nặng gấp mấy lần ba lô con vẽ luôn. Cái con vẽ là bằng cao su. Còn cái này là bằng mũ hay bằng nhựa vậy đó. Cái này gì đây? Ồ, cái đồ che che nắng hả? Ủa, sao có miếng vải đây? Coi coi. À, cái cửa dành đi ra đi vô. Biết rồi. Thì là cái ba lô nó hơi bị nhiều cửa nha. Nó vừa cái cửa ở ngoài mà vừa cửa này nữa. Sao kìa? Gào. Đây, cái mặt này vô cùng ăn năn luôn nha bà con. Ăn năn dễ sợ luôn á. Ăn năn tới nỗi con nào con ấy nhìn cái mặt của nó tôi biết không ưa rồi. Kêu nó vô phòng kính rất là khó. Tôi lấy ba lô ra ngoài cái chuồng, rồi dụ nó nhét nó vô. Chứ nó không chịu vô đây nha. Nè, tính ra cái này nó cũng êm nhưng mà nó gườm gà quá. Tính chở dễ đi chơi cho nó qua ba lô này cho rộng rãi nè. Vậy thí dụ có đi vệ sinh á, mình cho ở trong này đi vệ sinh luôn. Nó có cái này che cái gì, không biết che cái gì luôn á trời. Sao người ta thiết kế này ta? Rồi, không thích thì cuốn vô như cửa sổ vậy đó. Đấy. Sao lùng má tử? Muốn thăm quan ba lô không ta? Rồi, mở ra cho mày vô ha. Thanh niên chưa trải sự đời. Hồi nhỏ có mấy lần dắt mày đi chơi, mày nhớ không? Lần cuối cùng là đưa mày lên xe hơi. Mày quào ba lô quá trời là không dắt mày đi nữa. Nó thói quen nha, nhìn thấy cái gì chui là chui vô. Rồi. Chà, chỉ nhìn thôi là thấy muốn xệ cái dai rồi. Sao mà quẩy nổi. Bằng thường ba lô trong suốt mà đi ra ngoài nắng là con mèo nó rất là hầm nha. Nếu mà chở ba lô này thì mình phải đem theo cái mền hay cái khăn chùm lại. Chứ chở không có được nha. 450 ngàn. Mua cái ba lô này chung với thời mua xích đu luôn. Tại vì bận với quên, không có nhớ review cái này. Mà chủ yếu là muốn mua cho nó giả đó. Mà chưa gì lùng má tử nhào vô giành rồi. Mày có chịu đi chơi không mà đòi vô? Hả mày? Ê, ra ngoài trả chỗ người ta con. Đây, cho mọi người coi. Có sự xuất hiện của con Khè là mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn. Cự kìa. Trời ơi, trời liếc liếc tôi kìa. Nó hành động cái gì nó phải dòm mình hết trơn á. Tới gần con Vui đi con, Vui không có ưa mày đâu con. Không có một đứa nào ưa nổi cái mặt biến thái của con Khè luôn. Rõ ràng Vui ngáo phe của dòi nhọn. Chứ không phải phe mẹ nó nhỉ. Trời ơi trời. Nó dằn mặt con Khè hay sao, nó phóng lên cái giỏng ngay cái đùng. Rồi cái giỏng ngã ra. Hên nó ngã lại, chứ thôi sắp mặt rồi. Từ sao nhẹ nhàng thôi nghe Vui. Mọi người sẽ hỏi tại sao bữa nay tôi thả con Khè ra. Thí nghiệm. Mỗi khi thả con Khè thì sẽ có mặt của tôi và mấy con mèo khác. Lập tức nó chui vô chỗ này nó nằm liền. Mà chui vô một lần rất là lâu nha. Khi nào mình đi chỗ khác hay là không có mình nó mới chui ra ngoài. Mà nhiều khi nó không thèm chui luôn. Tại vì chui vô đây nó ngủ. Nó ngủ lâu bền lắm. Nó chui vô vậy là ngủ luôn rồi đó. Tại vì đang mở máy lạnh mà. À thằng lùn mã tử. Nãy giờ không muốn ra ngoài hả con? Hả? Không có nhà trong này luôn hay sao? Thôi đi ra đi. Tao thấy nãy giờ mày lấy hơi bị lâu rồi đó. Ra. Trời trời má nó lì. Tụi con này đúng rồi, nó tham lam thiệt chứ. Đi ra ngoài nhường chỗ cho mấy con khác. Trời ơi nó chì lại ông ơi. Nó bám lại nha. Hên mấy cái nhựa trong này không có chỗ cho mày bám nha con. Giận sao? Sao đại ca? Trời trời biết chui. Chui vô cái miếng đi trốn. Ủa có thêm cái phụ kiện gì ta? Miếng này miếng gì đây? Rồi rồi nhớ rồi. Biết là mình lú quá trời lú luôn ha. Cái lúc mua cái chuồng cho con Khè, tôi mua thêm một cái võng. Tại vì sợ cái võng kia mình xài nữa chừng nó gắt. Nhưng mà cái võng kia tháo ra luôn này. Cái võng này để dành xài gì giờ? 40 ngàn nha. Để khui ra coi cái võng 40 ngàn nó như thế nào ha. 4 cái móc. Lục má tử. Ra coi võng nè coi. Đây cái võng em lắm nè. Gà thằng mở tay mày. Gà thấy thôi chỗ khác. Đây là cái võng dành cho mèo. Để dành máng vô những cái chuồng nha quý vị. Một cây miếng vải hình chữ nhật.
Khế cũng muốn vô ba lô. Khế rất là muốn bước vô ba lô thử nha. Rồi, để mở cho Khế vô nè. Đó, lùng mã tử rút cái tay lên làm gì đó. Từ lúc đem cái ba lô vô là con Khế đã để ý rồi. Tại vì con khè trong đó cho nên nó không tới gần. Chưa gì mà lùng mã tử đã giành trước. Khế muốn vô lắm nha quý vị. Sao muốn vô không? Mở ra cứ vô bình thường đi. Để coi nó phản ứng gì. Rồi cho kênh. Trời ơi. Mày coi chừng tao nha lùng mã tử. Mày sao mà mày tham lam quá vậy hả? Mày có tin tao tống cổ mày ra khỏi phòng cái nào? Trốn, trời ơi. Ờ, quên, mình đang review cái giọng mà ta. Rồi tiếp tục ha. Nè, nó có những cái lỗ tròn tròn này nè, mình sẽ lấy bốn cái móc móc vô hết. Rồi giờ đem cái giọng này máng vô chuồng của đứa nào? Nồi dẻ. Mày coi kìa đại ca, con giòi nó dòm mày nãy giờ, nó muốn mày ra ngoài để vô trải nghiệm ba lô đi ra đi coi. Ừ, nó biết cái ba lô này có giá trị hơn cái võng nha quý vị. Mà cũng đúng thôi, cái ba lô là tới 450 ngàn mà cái võng chỉ có 40 ngàn thôi. Không chừng kiếp trước con quỷ này là nhà thẩm định giá nha, biết cái gì giá trị hơn. Rồi đem cái võng ra ngoài nha. Nhọn sao? Nhọn cũng me cái ba lô nữa. Nãy giờ rất là nhiều đứa đợi mày bước ra luôn mà tử. Vô đi nhọn, bước vô luôn con. Mày đừng có nhìn mặt nó là được. Vô. Liếc. Trời ơi là trời. Đó, rút. Chạy. Biết sao nó chạy không? Nó nhìn con nhọn kiểu như nó dằn không được nó sẽ đánh. Mà nó sợ nó đánh thì nó bị mình cho ăn đòn như đó, nó chạy trước. Kiểu như nhìn mặt con nhọn không đánh không được. Tính ra cái mặt đáng ghét của nhọn cũng có lợi nha. Nó nhờ cái mặt đáng ghét mà đã chiếm được cái ba lô rồi. Rồi kêu con Khế dò vô chung đi. Mà chắc Khế không vô đâu, nó sợ chặt lắm. Dòi có thể vô. À thấy chưa? Thấy không? Nhờ nhọn tiểu thư mà dòi có được một chỗ rất là ưng ý luôn. Mà con dòi nó lì lắm nha. Một khi đã chui vô ba lô rồi, đừng có mơ lôi nó ra. Nó lì còn hơn lùng mã tử nữa. Rồi. À, dòi bước vô là nhọn đi ra liền, thấy không? Còn cái giỏng này treo cho nồi dẻ nhé. Khoái không dẻ? Chắc lúc này nồi dẻ đang nghỉ. Rồi, lại có quần áo mới nữa rồi. Đây không phải quần áo mà là cái giỏng nha con. Giỏng biết treo làm sao ta? Treo như thế nào cho nó cân xứng nè. Thôi đừng có khều. Để tao suy nghĩ coi. Ui là trời, con quỷ Khế giật mình mày. Em nhìn lên cửa sổ tự nhiên cái phóng lên hết hồn hết vía trời. Mày tin không dẻ? À mày, tao móc có 2 cái thôi mà không yên với mày là sao? Mày tin tao cho mày vô chuồng nhỏ không? Đã móc xong cái giỏng cho nồi dẻ. Mà tôi thấy nó hơi thấp đúng không ta? Và xin mời nồi dẻ bước lên. Coi có leo lên không? Trời leo tự nhiên với mày. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời được ngồi giỏng mà ngồi rất là tự nhiên. Ờ đúng rồi, tại vì con này nó đã quen ngồi ghế rồi. Mỗi khi nó thấy mình đưa nó lên đâu là nó sẽ lết cái đít lên. Đúng rồi. Sao dẻ? Trời, cái đuôi ngoắc ngoắc kìa ông ơi. Sao thấy cái chuồng này hơi nhỏ để mà giăng võng đúng không bà con? 2 phút trôi qua vẫn không có ý định nhảy xuống. Khoái mày. Nhưng mà nè, đừng có ở trên võng sung quá rồi phóng xuống thao phân nha con. Nghe dẻ. Rồi tới nữa. Tậu được cái võng mới bắt đầu láo cá ha. Kênh kiểu với nhà kế bên nha quý vị. Nó kiểu như bạn ngựa thấy cái võng ngộ quá, cái đưa con mắt ra dòm. Anh kênh liền nha. Nó đừng có dòm đồ đạc trong nhà của tao nha. Con ngáo đi ngang cũng không cho nhìn, con đực cũng không cho nhìn. Đứa nào nhìn qua là nó kênh lại liền. Quá trời láo rồi. Tính ra con dẻ này nó giữ của ghê lắm nha. Mà cái nhà của mày á không bằng cái lỗ mũi nhà của bạn ngựa nữa. Nè con. Mà hình như nhà của bạn ngựa chưa có võng đúng không ta? Đực. Cái kiểu ngồi này đúng với cái câu nói là ngồi hóng hớt. Thấy nhà người ta có cái gì, nhà hàng xóm có gì lạ là ra ngồi hóng hớt. Nhìn coi cái chức năng nó làm sao. Chà, tôi nhớ nhà của bạn ngựa tôi có làm cái đồ đựng võng mà tôi không có treo võng nha. Sao nhảy xuống này? Rồi mày cạp cái đó làm gì vậy? Thấy con nào mà dòm nó là nó sẽ thái độ, kiểu như nó thái độ lòi lõm đó bà con. Không dòm này thôi mà mày dòm là thái độ liền. À, nếu được á mình sẽ làm cho chiều đại Khế Thúi, chiều đại bầy ngựa. Con dẻ khỏi có rồi. Có thể con dẻ nó sẽ chơi ké chung với chiều đại Khế Thúi.
Ôi là trời. Trời ơi, chơi cái giọng này chưa được 15 phút luôn á. Dạ. Nhưng mà sao? Một cái giọng trị giá 40 ngàn, mày phá chưa đầy 15 phút, rồi con lên ngồi làm gì nữa? Nó banh gì rồi ngồi chi? Xuống đi. Trời ơi, con nó lì ông nội ơi. Nó xuống đi con. Được rồi. Cái tướng của mày chỉ phù hợp với ngồi mấy cái ghế nhựa, ghế mũ, chứ giỏng hay là bằng giải là không có chịu nổi mày. Vì mày biết phải kêu mày làm sao. Mày là cái thứ phá hoại. Giỏng 40 ngàn người ta, nó con khè nó ngồi biết bao nhiêu lâu mà không bị gì, mà mày ngồi mới chút xíu à. Sao kỳ vậy? Gõ gõ cái gì? Ấy gì? Đừng có nói mày ra hiệu, tao gắn cái giọng cho mày nha. Gắn được cái nịp.